Bây giờ cuộc sống nó đã khác rồi. Nếu như bạn uống nước đun sôi để nguội, đó là một sai lầm lớn cho cơ thể của bạn. Nước đun sôi để nguội không có tốt cho sức khỏe, thậm chí nó còn làm tổn thương sức khỏe của mình nữa. Em chào thầy, chào cả ba mẹ. Thầy ơi, cho em hỏi là con bé nhà em là sơ tiếng của máy lan sơ hạt với máy sấy sinh tố. Thế em nói với con là máy sấy sinh tố với máy lan sơ hạt rất an toàn với con. Rồi con nghe tiếng máy sấy sinh tố với máy lan sơ hạt thật vui vẻ. Rồi em ghi âm ở trong bài chờ lanh não bộ có đúng thầy? Đúng rồi, đúng rồi, thường xuyên nói với con những câu như vậy. Rồi, con yêu mái hạt, con biết ơn mái hạt, con xin lỗi mái hạt, xin mái hạt hãy tha thứ cho con. Thank you mẹ, rất giỏi. Đấy, cái người mà đơn giản như thế là ra kết quả rồi, tuyệt vời. Rồi xin mời mẹ Trần Dung. Thầy ơi, cho em hỏi là bé nhà em ấy thì em cũng cho nó uống sữa hạt ấy, sữa hạt và nước ép thì bé rất là thích uống nước ép cam. Đấy thì rất là thích uống nước cam vắt, thế nhưng mà em chỉ cần cho một ít nước cà rốt vào thôi là nó đã không uống rồi. Ban đầu thì nó cũng có uống, sau dần dần là nó thấy như thế, nó uống nhấp một ngụm thì là nó thấy vị khác, nó bỏ luôn. Cả sữa hạt cũng thế ạ. Sữa hạt thì lúc trước em cũng trộn cho một ít vào sữa tươi thì sau dần dần là nó không 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 chịu uống, không chịu uống như thế nữa. Nhà có cái hộp sữa bò là nó tu thẳng từ hộp luôn, nó không chịu cho ra bình nữa. Mặc dù là lúc trước là em cho ra bình thì con rất là thích cái cảm giác mà bú ấy. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ con biết như thế nên là con không uống nữa. Xong em cũng làm sữa hạt để cả nhà cùng uống. Em bê ra một cái khay em làm như kiểu là nhà hàng ấy. Thế em cũng bỏ ra khay xong rồi cả nhà rô nhau uống. Cả bố, cả mẹ, cả anh và cả em thì em cứ dô cho thằng anh thì là nó chịu uống. Nhưng mà em thì được một buổi đầu tiên uống một ngụm thì là bỏ, buổi sau là mơ luôn. Thì đấy, mồm bé rất là thính mồm, mà thính như thế thì em có nên là làm, em suy nghĩ là một là cho vào cái bài ghi âm, em nói vào bài ghi âm, hai là em nói em cũng nói như là một mẹ vừa rồi ấy, là cũng xin lỗi sữa hạt và nước ép cà rốt, xong rồi đấy kiểu kiểu như thế, nói mấy câu thần chú về sữa hạt và nước ép cà rốt ấy, thì có được không Rồi, hay là rất là đúng rồi. Nhưng mà nó còn một cái yếu tố nữa. Cái câu hỏi của mẹ là câu hỏi nó nhiều ba mẹ ở đây mắc phải, đó là con không chịu thực hiện dinh dưỡng chữa lành. À, các cái dinh dưỡng chữa lành con nó không thích, nó không tham gia. Thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ ôn bài lại nè. Từ những cấp độ nhẹ nhất cho đến cấp độ khó nhất. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại là chúng ta đã cho con của chúng ta ăn thực phẩm phá hủy như thế nào. Những cái loại thức ăn phá hủy đó là đồ ngọt, đường nhân tạo, các sản phẩm từ đường nhân tạo, đặc biệt là kẹo, đặc biệt là kem, rau câu. Mấy cái đây đại khái là ở siêu thị, ở cái nhà chỗ này chỗ kia nó bán ấy. Ăn ngọt ngọt vào là mà đường hóa học, đường nhân tạo đấy. Đường là một trong đường nhân tạo là một trong những chất gây phá hủy cơ thể khủng khiếp nhất. Rồi các ba mẹ có thể nghiên cứu các cái tài liệu này, có những cái công trình nghiên cứu rất là lớn kéo dài hàng thập kỷ. Cơ thể người thật sự không cần đường nhân tạo. Để bán được một cái sản phẩm có tên là đường nhân tạo và các sản phẩm liên quan tới đường nhân tạo, ngành truyền thông đã phải tốn hàng ngàn tỷ đô la để truyền thông và quảng cáo, để huấn luyện cho con người sử dụng các cái thực phẩm bằng đường nhân tạo. Mình nhớ ngày xưa xa xưa chúng ta không có dùng, thời tổ tiên của chúng ta không có dùng đường nhân tạo mà chúng ta vẫn sống ổn mà, chúng ta vẫn sống tốt mà. Ok.
và bắt đầu người ta truyền thông cho mình, người ta nói rằng ăn đường là tốt, ăn đường là tốt. Thậm chí là có một số niềm tin sai lầm rằng là khi bạn mệt, bạn uống một tí nước đường vào. Ai đó đã ở xung quanh tôi nghe luôn, tôi giảng bài xung quanh tôi nghe. Khi bạn mệt, bạn uống nước đường vào là bạn sẽ khỏe. Bạn ăn cơm với đường là bạn sẽ khỏe. Phương pháp này là đúng. Bởi vì khi bạn mệt, khi bạn làm vất vả, bạn đi nắng về, thì lúc mà bạn làm mệt ấy, thì bạn đã sử dụng một lượng calo rất là lớn của cơ thể. Mình đang sử dụng không? Mình sử dụng ra bên ngoài. Mình đã dùng nó. Được chưa? Thế thì bây giờ đường ấy, nó có cái, nó khi mà chúng ta nạp đường trực tiếp vào qua bánh kẹo hoặc là qua uống nước đường, thì đường trực tiếp nó sẽ chạy ao ạt vào trong máu. Nó kích hoạt cho chúng ta có năng lượng ngay lập tức, chúng ta làm việc ngay lập tức. Và nó dẫn đến một cái hệ quả là cơ thể của chúng ta sẽ bị nghiện cái loại đường đó, là đường nhân tạo. Đường tự nhiên, đường có trong rau củ quả, đường trong có trong trái cây mà có vị ngọt. Đường nó không để lại tác dụng phụ, hoặc là có ít, nó không có nhiều. Đường mà do cơ thể tự tạo ra, nó sẽ kèm theo cái thứ nó có tên là insulin. Insulin nó sẽ điều tiết lại cái lượng đường đủ cho cơ thể của mình. Insulin, những người bị tiểu đường là những người mất đi khả năng tái tạo insulin vào trong cơ thể. Insulin là một cái chất do gan nó tiết ra, nó sẽ tạo ra đường đưa vào trong máu để nuôi cơ thể. Mình nạp đường trực tiếp bằng đường hóa học vào trong cơ thể thì những cái đó nó không có insulin, và nó để lại những cái chất độc ở trong máu, ở trong gan của mình, gây cho chúng ta nói chung là mất đi cái khả năng hấp thụ đường về sau này, cho nên nó nguy hiểm. Đấy, giải thích khoa học thì ông bà bắt đầu chóng mặt, nhưng đầu không hiểu tôi đang nói cái gì. Một số ông bà đại khái là không tốt cho sức khỏe. Số 1, đường nó sẽ hủy hoại cái vị giác của mình. Hủy hoại vị giác có nghĩa là mình ăn cái gì cũng phải có đường thì chúng ta mới cảm giác nó ngon miệng và có thể nuốt vào trong cơ thể được. Còn không mà lúc nào cũng thấy nhạt nhạt nhạt. Tôi là dân miền Tây, cho nên là người miền Tây thì phần đa là người ta rất là thích ăn đường. Nhưng mà khi mà tôi tiếp cận tới dinh dưỡng chữa lành rồi thì tôi đã bỏ hẳn luôn đường. Và bây giờ khi mà tôi ăn lại đường, là ăn thức ăn chế biến có đường, là cái lưỡi của tôi nó không thể chấp nhận được nữa. Có nghĩa là nó đã trở về ở dạng thuần túy rồi, ở dạng chữa lành rồi, ở dạng nguyên mẫu rồi, nó ổn rồi. Tôi đi về miền Tây hoặc tôi đi vào một quán nước nào đó, tôi kêu một quả dừa, tôi nói là chặt ra cho tôi bỏ vào ly và nạo cái lấy cái cái dừa ra cho tôi ăn. Tôi thích ăn cái dừa đó, nó có nhiều chất dinh dưỡng. Thế là họ quen tay, họ cứ bỏ thêm vô một muỗng đường hay là hai muỗng đường vào. Và tôi thường xuyên tôi phải bỏ, có nghĩa là bỏ ra đỡ, bỏ đường vào rồi thì tôi vứt luôn cái vỏ dừa đó, tôi đâu có ăn được, tôi phải kêu một quả khác. Lần nào mà tôi quên dặn là đừng bỏ đường vào là người ta bỏ đường. Chúng ta đã bị huấn luyện là ăn phải có đường nó mới ngon, nấu canh kho cá cái gì cũng phải bỏ đường thật là ngọt. Đó là đường. Thứ hai, các thực phẩm công nghiệp nó có những cái gia vị, nó có những cái gia vị đó làm cho cái miệng, cái lưỡi của chúng ta ăn cảm thấy rất là ngon, nó đậm đà mà. Rất là đậm đà. Đấy. Rồi trong sữa công thức, có một số người không biết sữa công thức là gì nữa, không biết sữa bò là gì. Sữa xin thưa nè, sữa bò và sữa công thức là một. Tất cả
sữa con bò được hút ra, sau đó người ta sẽ sấy nó khô và ở cái dạng bột. Bắt đầu ở cái dạng bột đó thì người ta sẽ hoặc là bán cho chúng ta ở dạng bột, hoặc là người ta sẽ mua về người ta trộn nước vào, người ta trộn thêm hóa chất vào, người ta trộn thêm cái này cái kia vào cho ta bán cho chúng ta. Thì chúng ta mua cái sữa công thức, thật ra nó chỉ là một thôi, là sữa bò ở dạng nước hoặc là dạng bột thôi. Cho nên là nhiều người lại không biết sữa công thức là gì luôn. Hình dung được chưa? Thì trong đó cái con sữa, cái trong sữa con bò nói chung người ta thường chúng ta, người ta pha gia vị rất là nhiều. Gia vị rất là nhiều. Và cái chính cái gia vị đó nó làm cho đứa trẻ bị nghiện cái loại sữa đó và chúng sẽ chán ăn. Chúng chán ăn cái món này, chán ăn món kia. Rồi đại khái nhiều cái chất nữa. Nhiều cái loại thực phẩm mà từ sản phẩm công nghiệp nữa. Thì khi mà cái lưỡi, cái vị giác hoặc là cái tỳ vị á, cái tỳ vị á, cái tỳ vị á, tỳ vị nó bị tổn thương rồi, mất cái chức năng của thuần túy của nó rồi, nguyên gốc của nó rồi. Khi mà bắt đầu con ăn ở những cái sản phẩm dinh dưỡng chữa lành như là sữa hạt, mà sữa hạt mà mình uống, mình nấu cho con mình lại không bỏ đường nữa, thì đối với con nó nhạt lắm. Đối với con nó lạc lẽo, nó không có cái gì mà ngon hết. Rồi nước ép mà ở dạng nguyên chất, đó là một cái gì đó, cái cơ thể đối với cơ thể của con nó xa lạ lắm. Và nhiều người lớn chúng ta ở đây cũng vậy mà. Ép một cái nước tươi sống như vậy, chúng ta còn nghĩ rằng là uống như vậy có bị đau bụng không? Ai đây đã từng nghĩ rằng là uống trực tiếp như vậy có bị đau bụng không? Chúng ta nghĩ rằng là phải ăn chín uống sôi. Ăn chín uống sôi. Cách đây hàng trăm năm trước là ngành y tế người ta khuyến khích người dân là phải ăn chín uống sôi. Tại sao như vậy? Bởi vì người ta thấy trong nước có rất là nhiều vi trùng vi khuẩn. Người ta thấy ở trong rau củ quả có rất là nhiều vi trùng vi khuẩn. Thời đó chưa có nước sạch. Thời đó chưa có các cái công nghệ mà làm cho rau củ quả nó phải sạch trước khi ăn. Cho nên người ta khuyến khích là phải ăn chín uống sôi. Uống sôi để chết vi khuẩn hết. Ăn chín để chết vi khuẩn hết. Nhưng là đó là thời xưa. Bây giờ cuộc sống nó đã khác rồi. Nếu như bạn uống nước đun sôi để nguội, đó là một sai lầm lớn cho cơ thể của bạn. Nước đun sôi để nguội không có tốt cho sức khỏe, thậm chí nó còn làm tổn thương sức khỏe của mình nữa. Các bà có biết là có những cái loại máy nó phải 100 mấy chục triệu một cái máy lọc không? Một cái máy lọc 100 mấy chục triệu cho dành cho gia đình, dùng cho gia đình. Người ta sẽ bơm, người ta sẽ tạo là sức sống lại cho nước. Người ta làm tái tạo sức sống lại cho nước. Ghi cái từ khóa đó vào và sẽ đi tìm hiểu tại sao mà có cái máy lọc nhỏ xíu mà 100 mấy chục triệu. Đây, những cái con máy như thế này. 63, 65. Người ta còn bổ sung cái ion kiềm vào trong nước nữa.
Okay. Đấy, những cái dòng như thế này, 150 Fuji, một Fuji là một trong rất là đắt, 178 triệu, 94 triệu, 119 triệu. Ok đấy, tự mình đi đọc đi. Nó sẽ bổ sung ion kiềm, hydrogen, chống oxy hóa, giúp phòng bệnh, vân vân. Đấy. Cho nên là sai lầm lớn của chúng ta là chúng ta lại đi ăn chín uống sôi. Rồi một số ông bà lại nghĩ rằng là cái nước ép này để uống như vậy con mình nó rất là dễ đau bụng. Thôi nấu lên, ép xong là đem đi nấu, bỏ tay. Và một số người uống cái nước ép mà nguyên chất như vậy đó, nồng lắm. Cái vị của nó rất là nồng, rất là hắc. Bởi vì chúng ta ngày xưa giờ chúng ta quen là cái gì cũng phải luộc, cái gì cũng nấu lên, hết gia vị rồi, hết ngon rồi, chủ yếu là nó ngon cái gì chúng ta bỏ gia vị, đường, muối, tiêu, bột ngọt, hạt nêm rồi. Nếu mà ăn ngon rồi đó thì chúng ta đã ăn cái đó rồi mà chúng ta chuyển qua chúng ta ăn thực phẩm tươi sống, thực phẩm năng lượng thì chả còn không thấy ngon gì hết. Nhưng mà tập đi. Các ông bà ăn một thời gian rồi các ông bà sẽ thấy quay trở lại uống mà uống đun sôi để nguội, cái nước uống uống sôi để nguội nó nhạt cái miệng vô cùng. Nước mà đồ ăn mà nấu qua rồi đó ăn nó lạnh vô cùng, nó chả ngon lành gì hết. Lúc đó mới tổ, lúc đó mới tốt. Đúng rồi đó, hãy đọc quyển sách Ăn Xanh. Ai mà chưa có mua cái quyển này thì làm ơn mua giùm tôi một cái. Nó có công thức uống, ăn cái gì, uống cái gì để còn chữa bệnh nữa đó nha. Ai chưa mua thì mua, có mấy đồng à. Ừ. Bộ sách này là bộ sách nhất định phải có trong kệ sách nhà mình. Không có bộ sách này ông bà chả làm ăn được gì hết. Rồi. Cho nên là chúng ta phải trở lại cái nguyên bản tại sao đứa trẻ con của chúng ta nó chê những cái thực phẩm dinh dưỡng. Đó là lý do đấy. Đó là lý do đấy. Bây giờ cách khắc phục nè. Từ nhẹ cho đến khó nè. Mức độ nhẹ cho mức độ khó nè. Số 1. Pha trộn, đừng có ngắt vội. Đừng có ngắt vội tất cả những cái thức ăn trước đây của con. Bắt đầu mình pha trộn vào. Ví dụ như sữa hạt thì trộn với lại sữa bò. Đang uống sữa bò thì chúng ta trộn sữa hạt vào, một là một ít thôi, một ít thôi. Được chưa? Đấy. Rồi, đồ ăn cũng vậy, chúng ta bỏ dần dần thức ăn kia dần dần thay thế, mình đừng đùng cái cắt bỏ luôn thì không phù hợp. Con nó không theo kịp. Có những đứa nó theo kịp, có những đứa theo không kịp thì chúng ta phải thêm vào từ từ và bỏ dần 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 dần. Đó là những mức độ nhẹ. Rồi chúng ta có thể cho con mình ăn cái chén, cái muỗng, cái đũa, cái hình, cái đồ vật, cái màu mà con yêu thích cho nó chọn. Rồi mình cho con chúng ta ăn uống một cách tự do. Có nghĩa là gì? Nó muốn bốc, nó muốn cầm tay, nó muốn chét lên người nó một tí xíu để nó khám phá, để nó coi con này ra làm sao cũng được, thư giãn một tí xíu. Đừng có quá căng thẳng. Được chưa? Trong giai đoạn con khám phá. Tiếp theo, cho con tham gia vào quá trình chế biến các loại thực phẩm dinh dưỡng chữa lành đó. Cho con cùng đi chợ, cho con cùng tham gia mua đồ ăn, cho con cùng tham gia chế biến, cho con cùng tham gia lột, con cùng tham gia ép, cho con cùng tham gia rửa, vân vân và vân vân. Tham gia một cách vui vẻ vào. Đấy. Tiếp theo, tạo bầu không khí vui vẻ khi ăn và uống dinh dưỡng chữa lành. Không ép, không khó chịu, con không ăn không uống kệ con, mình vẫn ăn. Nhớ dinh dưỡng chữa lành là dành cho cả nhà. Nghe tôi nè. Tất cả kiến thức của lớp học này không chỉ dành riêng cho con của các cha mẹ. Tất cả kiến thức của lớp học này là dành cho một người. Người, cứ người là phải làm theo phương pháp này hết. Tất cả kiến thức chứ không phải chỉ là dinh dưỡng chữa lành.
Cho nên chỗ bà Hằng đó, bà học xong bà chuyên giúp luôn được cho con gái lớn đó, trở thành một đứa trẻ vô cùng là tuyệt vời, một đứa con vô cùng là đáng yêu, đáng mến, đáng quý. Con không uống, kệ con, mình uống. Tiếp theo, hãy lựa những lúc mà con thật sự là khát, thật sự là đói, cho con ăn những món ăn này. Thay vì mà mình cho con mình ăn kẹo, thì mình hãy làm những món như là kem dưa hấu cắt bỏ tủ lạnh, kem nhãn bỏ tủ lạnh. Những cái đồ ngọt ngọt mà con hay ăn, chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể bỏ được vào ngăn đá tủ lạnh để làm kem cho con ăn. Khi con nó chơi mệt, giấu tất cả các loại nước khác, chỉ có một thứ duy nhất để cho mày chọn thôi con trai à, đó là nước ép cà rốt, nước ép dưa hấu, nước ép táo, nước ép cải bó xôi. Chỉ có món này chọn à con, không uống thôi. Không chết. Các ông các bà cứ sợ con mình nó chết. Sao mà chết được? Không uống thôi. Để mà hơi không uống, mẹ uống một cách vui vẻ. Vui vẻ. Đến cái phần khó nhằn nhất, khó khăn nhất đây. Đó là không uống à, cho mày đói. Không ăn à, cho nhịn luôn. Nhịn ăn cũng là một phương pháp chữa lành. Đó. Nhịn ăn cũng là một phương pháp giúp cho cơ thể tái tạo. Khi người ta nhịn ăn, mà nhịn ăn thời gian dài, để chi vậy? Để những chất độc trong cơ thể, những chất độc trong gan, những chất độc trong nội tạng, những chất độc trong những tế bào nó được đẩy ra ngoài hết. Cho nên có phương pháp chữa lành bằng cách nhịn ăn là như vậy. Ở đây tôi không dạy phương pháp đó. Detox, đúng rồi đó mẹ Duyên, mẹ Quyên. Ở đây tôi không nói về phương pháp đó. Nhưng mà ý tôi muốn nói rằng là thậm chí người ta còn chủ động nhịn ăn để detox, để làm sạch cái đường ruột, để làm sạch các từng tế bào trên cơ thể chúng ta đã từng bị nhiễm độc trước đó. Cho nên không ăn hả con? Nhịn đi. Phải tin tưởng vào cơ thể tự chữa lành. Rồi nó cũng sẽ mò, nó ăn ít. Có một số ba mẹ thấy nó không ăn về tới chiều, rồi nó mệt. Mệt là đúng rồi, ai nhịn ăn mà không mệt. Cái mình sợ hãi bị con mình nó bị gì không, rồi nó yếu quá, nó ốm rồi sao vân vân. Chứ bình thường nó vẫn ốm mà. Chính vì cái cách ăn cũ độc hại, cơ thể chả có năng lượng gì hết, cơ thể yếu đuối đó mới thường xuyên mới tạo ra bệnh tật cho con. Mình không biết thật sự đâu là cái tốt, cái xấu cho con luôn. Chúng ta cứ nhầm lẫn. Cho nên không ăn à, nhịn đi con, không muốn à, khát đi con. Có thằng nào kiên cường hơn thằng nào? Đôi lúc chúng ta phải mạnh mẽ như vậy. Lên bàn ăn, không ăn à, hết giờ dọn, nhịn đi con. Quấy à, ngồi một góc đi con. Ba mẹ ăn xong ba mẹ dọn, không cho ăn vặt, không cho gì nữa hết. Mày có còn một cái phương, mày chỉ còn một cái sự chọn lựa duy nhất, đó là đó, dinh dưỡng cho lành đó, ăn không ăn thôi. Thế nhưng giờ nó tái thiết lập lại, cơ thể nó cũng phải ăn thôi. Cơ lúc đó là cái gì cũng phải ăn. Thì chúng ta đi lạc vào trong sa mạc rồi, thì cái trái gì mà có cũng phải ăn hết. Nó rớt xuống cát, nó dơ bẩn, chúng ta cũng phải ăn. Và cơ thể con người nó phải là như vậy thôi. Thứ nhất, thả lỏng, chúng ta đón nhận những kiến thức mới này. Thứ hai là mạnh mẽ để làm cho con, và tin tưởng là con sẽ làm được. Tin tưởng chắc chắn con sẽ làm được điều đó. Ok, cảm ơn mẹ Uyên. Cách thầy vừa nói em đã áp dụng thành công cho con em, nên các ba mẹ mới yên tâm áp dụng ạ. Ok.
Rồi. Căng quá mẹ Phạm Nhung ơi. Tôi nói với bà là thả lỏng. Được chưa? Thứ nhất là thả lỏng. Thứ hai là mạnh mẽ. Thứ ba là tin tưởng. Chứ không phải là căng thẳng. Họ nghe xong bà căng cái mặt bà lên luôn rồi. Nghe. Rồi, em Phạm đang Nhung tập phản trung hồi. À, đang tập trung đúng không? Em đang tập trung đấy ạ. Vâng. Thì qua lời thầy giảng thì em rút ra kinh nghiệm là bây giờ em sẽ cắt hoàn toàn các cái thực phẩm chữa phá hủy trước, xong dần dần là xong rồi song song là xem cái thực phẩm chữa lành vào. Đấy, xong rồi một thời gian xong rồi mình sẽ tăng tăng thêm ấy, tăng thêm dần dần. Chứ bây giờ mình cũng không thể làm vừa thực phẩm phá hủy được ra, xong rồi mình thêm cái kia vào thì con cũng không nghe. Thì như lúc thầy nói là con đã sử dụng một cái sản phẩm phá hủy đấy thời gian dài rồi, thì thứ nhất là nó bị nghiện, thứ hai là cái tỷ vị của con nó kém, là nó sẽ không muốn muốn dùng, không tiếp nhận cái thực phẩm chữa lành kia. Thì em phải kiên trì hơn, phải dần dần, chứ là phải kiên trì hơn. Ok rồi. Từ khóa của tôi không có chữ kiên trì trong đó. Từ khóa của tôi là thả lỏng. Bà phải nói đúng cái từ của tôi nè. Thả lỏng, mạnh mẽ và tin tưởng. Ok. Kiên trì thì dĩ nhiên rồi. Nhưng mà cái đó không phải cái chìa khóa. Mình bao nhiêu năm anh này cũng kiên trì mà. Mà kiên trì theo đúng phương pháp thì gọi là kiên trì. Nó lại nè. Thả lỏng, mạnh mẽ và em tin tưởng. Thả lỏng, mạnh mẽ và tin tưởng là cả con và mẹ sẽ làm được ạ. Ok, rất là tốt. Làm được chứ không có bỏ bỏ luôn chữ sẻ đi. Tôi và con tôi làm được. Bỏ luôn chữ sẻ. Ừ. Còn cái gì nói đi. Cả là thực ra là con nhà em nó cũng ăn được ngũ cốc thế ạ. Nó ăn được các cái hạt ngũ cốc là nó ăn được. Nhưng mà uống sữa hạt thì nó chắc chưa quen ạ. Rồi, cái hoa quả cũng thế, nó ăn được. Nhưng mà uống thì nó lại chưa, dần dần. Rồi, ok. Ăn thì nó không đủ. Ăn thì tốt nhưng nó vẫn không đủ. Không đủ là gì? Bạn chỉ có thể ăn được vài hạt thôi. Bạn ăn nhiều hạt quá, một ngày bạn ăn quá 5 hạt thì bạn rất khả năng là bạn sẽ bị rối loạn tiêu hóa, bạn sẽ bị tiêu chảy. Lý do là không đủ enzyme. Được chưa? Hạt ở dạng nấu thì nó mới có enzyme. Nó giúp tiêu hóa cái phần đó. Enzyme là chất để giúp tiêu hóa thức ăn. Mà bây giờ mình ăn một ngày quá 5 hạt thì cái lượng hạt nó vào nhiều, protein nó vào nhiều, các cái khoáng chất nó vào nhiều, mà không có đủ cái chất có tên là enzyme để giúp cho tiêu hóa. Giống như chiếc xe chạy mà không có nhớt á, là nó sẽ lấp bê ngay, nó sẽ hư xe. Xăng ok nhưng mà không có nhớt. Enzyme giống như nhớt xe, giúp nó không có tác dụng gì cho vấn đề về nổ máy hết, nhưng mà không có nó là máy nó không hoạt động được. Nó sẽ nóng máy lên và nó sẽ cháy cái máy luôn. Cho nên là nếu như không ở dạng nấu và ép thì không đủ chất, mà ăn trực tiếp thì không đủ enzyme. Đấy, cho nên làm phải chú ý về điều đó. Rồi, thank you mẹ Nhung. Rồi xin mời bà tiếp theo là Trần Nhung ơi. Chúc mừng bạn đã xem hết video của kênh Tâm lý Giáo dục Trần Hoàng Minh. Để xem những video mới nhất và bổ ích mỗi ngày, hãy bấm vào nút đăng ký, sau đó bấm vào nút chuông. YouTube sẽ nhắc bạn khi có video mới. Bạn sẽ không bỏ lỡ bất cứ bài học ý nghĩa nào cho con và cho chính bản thân bạn.